Chào yêu bạn, mình là Việt Thắng, nhân viên tư vấn bán hàng tại VinFast Nam Định. Ở trong video này thì Thắng chia sẻ với mọi người về trụ sạc của chiếc E34. Thì VinFast Nam Định là một trong những đại lý có diện tích cũng như là cơ sở vật chất lớn nhất tại thị trường của Nam Định. Và đây chính là một trong những showroom đáng tin cậy để mọi người có thể đến mua xe, bảo dưỡng xe. Ngoài những bảo dưỡng chiếc xe của VinFast ra thì VinFast Nam Định có bảo dưỡng tất cả các dòng xe như Hyundai này, Kia, Mazda, Toyota. Và với cái mức giá rất là rẻ, từ sơn gò hàn này. Đó. Thì loanh quanh một tí thôi thì lại quay lại với cái ông E34 này. Thì đây chính là cái trạm sạc của ông E34. Với cái vị thế là chiếc xe điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam, là chiếc xe tiên phong. Đó. Thì sau này những chiếc xe của hãng khác như Hyundai này, Kia hay bất kể một dòng xe nào khi muốn bước chân vào thị trường Việt Nam thì mình nghĩ rằng, theo đây là một ý kiến chủ quan nhá, thì sẽ phải thông qua cái ông này. Đấy, cái ông chạm sạc này. Bởi vì hiện tại là đã có tầm khoảng lên tới 40.000 chạm sạc đã được nắp và gần hoàn thiện xong rồi. Đó, tại toàn thị trường Việt Nam, từ Bắc vào Nam. Và ngoài những chạm sạc ở showroom ra thì sẽ có ở những nơi trung tâm thương mại này, hay cây xăng, và những nơi như ở quê, như ở những cái vùng hẻo lánh hơn thì ở những nơi trung tâm sẽ được lắp đặt. Và mọi người yên tâm rằng là mọi người sẽ không phải xuống xe và đẩy, bởi vì là rất nhiều chỗ được lắp những cái trụ sạc như này. Mình thì mình không biết về những cái vi mạch này đâu, nhưng mà nhìn nó cũng khá là long ngoằng. Đây, ở đây ở trên những cái vỉ mạch này thì có in logo của VinFast, là do VinFast sản xuất ra. Đấy, thì về sau một thời gian nữa thì có những cái thông số thì mình sẽ tìm hiểu và giới thiệu kỹ hơn cho mọi người biết về những cái vỉ mạch như này. Còn ở VinFast hiện tại đang có 4 trạm sạc này. Đây, sơn quay về bên này nhá, đang có 4 trạm sạc. Và ở phần phía bên này thì đang có một cái trụ sạc là 250 kW. Với trạm sạc của VinFast thì hiện tại đang theo như thông tin là sẽ có 4 loại trạm sạc này. Thứ nhất là 11 kW này, thứ hai là 30 kW, thứ ba là 60 kW, và cái trạm sạc nhanh nhất là chỉ trong khoảng tầm 15 phút thôi là sẽ sạc đầy chiếc xe của mình rồi, thì nó rơi vào khoảng 250 kW. Đó là những cái thông tin về những cái trạm sạc của chiếc E34. Còn ở phía trong bên này, mọi người có thể nhìn thấy được showroom của VinFast rất là rộng. Và anh chị nào đang muốn tham khảo dòng xe E34 hoặc Fadil này, Lắc A cũng như Lắc A thì hãy đến trực tiếp showroom của bên mình, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0836 959 669 để được tư vấn trực tiếp mọi người nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại quý yêu bạn trong những cái video tiếp theo của mình.